Chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Em là Thái. Hôm nay em đang có mặt ở trên đỉnh núi Mẫu Sơn. Đúng cái dịp 30 tháng 4, khách lên trên này chơi rất là đông. Hôm nay em sẽ đi, em ghi lại những cái hình ảnh ở khu du lịch Mẫu Sơn, giới thiệu đến cô chú, anh chị và các bạn. Có ở đây thì ngày này thì những người dân họ thường đem những cái đặc sản của bà con làm ra đem ra đây bán phục vụ khách du lịch. Những hôm nghỉ lễ này trên Mẫu Sơn rất là đông. Thì nếu mà cô chú, anh chị và các bạn nào có dịp lên Mẫu Sơn thì chúng ta cần lưu ý đi đi đường ấy. Đường nó rất là nhỏ và quanh co nên là đi rất là chậm. Ở trên này cũng lại hay có mây 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 mù nên là chúng ta đi xe máy hay ô tô thì cũng nên bật cái đèn pha vàng lên để xe ở trên xuống hay ở dưới lên họ có thể nhìn thấy mình để có thể tránh tránh mình ra. Và nhớ là đi lên Mẫu Sơn thì nên chúng ta nên chuẩn bị một cái áo rét nho nhỏ để lên trên này nếu mà gặp cái thời tiết nó lạnh thì chúng ta có để chúng ta mặc. Vì bây giờ trên này nhiệt độ nó cũng lạnh mà trời ở trên này hôm nay thì nó lại mưa, mây thì bao phủ kín hết rồi. Thôi bây giờ em sẽ đi lên bên trên, sẽ giới thiệu cái khung cảnh ở Mẫu Sơn ngày 30 tháng 4 đến mọi người. Cô chú anh chị nào mà muốn cái thưởng thức cái thời tiết mây bao phủ như này thì có thể lên Mẫu Sơn vào cái dịp này rất là nhiều mây, cảm giác như là tầm nhìn nó chỉ giảm xuống còn có mấy mét thôi. Đây phía trước kia là cái nhà nghỉ mây. Đây mọi người xuống rất là nhiều rồi. Đây sắp đến cái ngã ba rồi, chỗ đấy bán rất là nhiều các cái đồ của người dân họ bán như là chanh rừng này, mật ong này, các loại thuốc này, sâm này, nhiều lắm. Sau hôm nay người dân ở quanh quanh khu này họ cũng đem những cái đồ ăn lên trên này bán phục vụ khách. Đây nhá, bây giờ đến ngã ba rồi nhá. Đây, mình sẽ em sang quay một chút nhá. Nhìn thấy nhá. Đây có chim, chim quay, chim trao nhỉ? Anh nhỉ? Đây. Em quay một chút, lát nữa quay lại để mua sau. À rồi ok, đây, lợn quay đấy. Hôm nay cũng đem cả lợn quay lên phục vụ mọi khách du lịch. Chanh rừng, nhá mọi người nhá. Cô mặc cả áo mưa bán nhỉ? Hôm nay mưa nhiều quá nhỉ? Đây lợn quay. Đúng rồi, năm nay mưa. Mỗi năm nó mưa nó tạnh, năm nay không thấy tạnh. Đây nhá. Lợn quay của anh. Kìa, trong kia có mâm. Đây đặc sản là măng à? Măng ở trên này hả cô nhỉ? Măng mình đi lấy măng gì ấy nhỉ? Măng này? Măng vầu. Măng vầu à? Cây sâm à? Sâm bảy lá một hoa ấy nhỉ? Này, bảy lá một hoa. Bán cả cây vớ. Cái này mình trồng ở nhà à, cô? À đi rừng tìm gì rồi á? Ô. Mút hẳn can ra bán rượu ấy nhỉ? Đem hẳn can rượu lên to. Đây này, ở đây này, rượu Mẫu Sơn này, xanh này,
rất nhiều luôn. Hôm qua không lấy giá rẻ. Vào xong kia tiếp nhá. Xem nào ở đây bán những cái gì nhiều. Đây, đây cũng có một gian hàng bán một số đồ. Đây có cái bình rượu, rượu sâm. Chanh rừng mật ong rượu sâm. Đây có cả đồ chơi. Thế kìa, bên trên kia là hàng ăn. Rất là nhiều hàng ăn ở trên này để em phục vụ mọi người. Đây đang quay gà và ghé một chút xem nào. Đang quay gà anh. Quay đó. gà nướng đây mình tự quay ăn đây đúng không? Chứ không phải là quay bán đâu đúng không? Mình ở Lạng Sơn này hay ở chú nào anh? Mình ở dưới Nam Định. À Nam Định lên đây anh. Thế là lần đầu tiên lên đây ấy nhỉ? Lần đầu tiên mà. Nhưng mà lên hôm nay là gặp ngay trời mưa, hôm nay mưa rất là nhiều nhỉ. Trời. Nhìn khá ngon đấy nhỉ. Có đến kia được ăn chưa mấy? Mẹ chúng ta phải loay hoay đi tìm chỗ mà... Ê, cho em lên nhận quên nào. Rồi, ok. Đây, bên này cũng nhiều lắm. Những hàng ăn, phục vụ, ăn uống rất là đông. Đây là có xiên thịt nhìn rất là ngon. Đây là bà con ở trên này vẫn có bộ trang phục của người Dao ngồi đấy uống rượu thưởng thức rượu Mẫu Sơn. Xa xa trong kia cũng có những cái gian hàng nữa, cũng có các bạn trẻ họ ngồi ở trong đấy. Hôm nay mưa quá thì sự lựa chọn là ngồi dưới bạt hay là một số cái chỗ nào để trú mưa. Ở trong này là hết rồi. Đây, quanh này là toàn bãi gửi xe thôi. Thôi mình sẽ đi tiếp sang bên kia giới thiệu cho mọi người nhé. Đây này, trên này có cả dứa này. Bán dứa trực tiếp luôn. Đấy nhá, bây giờ mình sẽ đi sang bên kia. Nhìn trời nó mây mù quá. Nhìn không rõ cái gì luôn. Sáng này xem có những cái đặc sản gì hay không. Ở dưới kia một loạt xe máy ấy. Đây bắt đầu đến những cái gian hàng này, em xem có món gì hay không. Khoai nướng này, à ngô nướng thịt nướng. Đây cũng đặc sản trên này mật ong. Yêu xuống đây rồi á. Đây chanh rừng, măng ớt. Đây là cái em cái bình rượu sâm ở trên này nhá. Đây gọi là sâm đất. Hôm nay rất là đông người họ đem lên họ bán. Đây, bên cạnh như là lợn quay hôm nay rất là nhiều người chọn bán. Mưa quá nên là mặc cả áo mưa luôn. Kìa, tầm chiều nhưng mà bây giờ nó lại ngớt mưa rồi, người đổ lên trên này khá là đông. Đây nhá, mình sang mình xem cái cây này, cây em mình vừa mới nhìn thấy ở bên kia là cây bảy lá một hoa. Ô cây này to quá nhờ, bảy lá một hoa. Cây này có bán đắt không hả chị? Bao nhiêu tiền đấy chị? Bán à?
Phải lấy mới trả lời phải không? À thế à, wow. Bây giờ bán là cần phải lấy mới trả lời đây. Có cái loại thuốc gì nhiều này chị? Thuốc cổ truyền à? Chứa mua một túi thuốc này không thể uống đi. Đau mỏi. Đau mỏi chứa được nhiều. Chân tay. Đau mỏi chân khớp. Tay này, khớp này. Mua một túi đi về không thể đi, không mua cho bảy như này. Mua được xong biết rồi ạ. Ồ, giới thiệu này lần sau có nhiều người lên mua với chị đó. Nhưng mà ăn chuối không mua. Chuối rừng ấy nhỉ? Bông lan. Bông lan màu tím với bông lan màu đỏ. Đây, mật ong đây. Rất nhiều cái lá gì là lạ hay nhỉ? Chanh rừng này, ra cái chai này à? Kìa kìa, bà con đem những cái sản vật mình có thể lấy được tự nhiên như là chuối rừng này, các loại thuốc này. Đây, cái cây vừa đem một cây, người ta gọi cây sâm bảy lá một hoa. Gian hàng bán những cái đồ thổ cẩm, đây là của người miền xuôi, họ đem lên trên này bán. Đây, các cô quần áo người trên này đây. Đến tầm này chắc là hết rồi, bên kia có một gian hàng nữa là hết rồi. Nha. Hôm nay mù quá nên là nhìn cũng không rõ mọi thứ luôn. Đây là thuốc để sẵn ở túi này rồi, cho cả vào chai luôn đấy. Wow, nắng rồi, bắt đầu thấy hé một chút ánh nắng rồi. Ba này rất là đông người luôn. Đây gian hàng. Sang chỗ cô hay bán hàng ở đây không? Đây đất hàng không cô? Đây đất hàng không ạ? Cũng đất hàng à? Nhìn xiên thịt đi. Hôm nay lại gặp trời mưa quá nhỉ? Mưa. Được mấy mâm rồi cô nhỉ? Đây bán chanh rừng nhá.